Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công huyền thoại, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc và quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ những trang bị thô sơ ban đầu, nhưng với ý chí dám đánh, quyết đánh và quyết đánh thắng quân xâm lược, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công huyền thoại, có những chiến công như những Chi Lăng, Bạch Đằng Giang thế kỷ 20, đó là chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964, chiến công mở đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại trên biển. Đó là chiến thắng của lực lượng đặc công nước Hải quân phá hủy 300 tàu chiến của địch ở chiến trường Đông Hà, cửa Việt. Hiện nay, với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng nặng nề và khẩn trương, Hải quân Nhân dân Việt Nam đang được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư để đi thẳng lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, để khai thác sử dụng có hiệu quả các trang bị mới phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Quân chủng Hải quân luôn coi trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Các cuộc diễn tập huấn luyện dài ngày trên biển như thế này thường xuyên được các đơn vị Hải quân tiến hành, đã nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng trong quân chủng. Để xây dựng quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thì điều trước tiên là phải xây dựng quân chủng Hải quân về vững mạnh về chính trị. Đó là nó tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của các lực lượng, và làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, đoàn kết, kỷ luật, kế tục và kế thừa cái truyền thống anh hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam, để làm tiền đề cho xây dựng quân chủng Hải quân tiến lên hiện đại với lộ trình và những nội dung cụ thể. Trong thời gian tới, để tiến lên chính quy hiện đại, Hải quân Nhân dân Việt Nam thực hiện các đột phá nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp, trọng tâm là nâng cao trình độ chính quy và chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện thực binh, huấn luyện làm chủ các trang thiết bị mới vừa được mua sắm gần đây, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân sự nhằm duy trì hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo, tăng cường tuyên truyền về biển đảo, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quân chủng phát triển lên tầm cao mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.